với mục đích tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo. Giải thưởng Võ Trường Toản do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức như một dấu son lưu lại hàng năm đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. 25 mùa giải đã trôi qua, giải thưởng đã tôn vinh 826 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm ngàn tấm gương nhà giáo đang tận tâm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Ngày 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là ngày hội dành riêng cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo, mà còn là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả mọi người dân Việt Nam nhằm tôn vinh những người thầy. Qua đó, giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn đời của dân tộc. Đây là thời điểm đặc biệt cho các thế hệ học trò, dù còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã bước ra ngoài xã hội, bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh các thầy cô giáo, những người đã dành cả cuộc đời của mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, ươm mầm tri thức, đào tạo ra những thế hệ tương lai cho đất nước. Các thầy cô là những người đã dành nhiều tâm huyết để truyền đạt kiến thức, định hình nhân cách, giúp cho các thế hệ học trò phát triển toàn diện trí, đức, thể, mỹ. Ngoài ra, đây cũng là dịp để ngành giáo dục đánh giá lại kết quả hoạt động trong một năm của toàn ngành, từ đó tiếp tục đưa ra những phương hướng đổi mới cho những năm kế tiếp. Năm 2023, Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 26 được trao tặng cho 50 nhà giáo tiêu biểu, gồm cán bộ quản lý, giáo viên ở các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, mỗi cá nhân chỉ được trao tặng giải thưởng một lần trong quá trình công tác. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng đảm bảo tính chính xác, khách quan, tôn vinh cá nhân tiêu biểu dựa theo các tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, thông qua hồ sơ, minh chứng. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Mỗi ngày, cô Tuyết bắt đầu một ngày làm việc từ 5 giờ 30 phút sáng, vượt quãng đường hơn 20 km bằng 2 chặng xe buýt để đến Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho Người Khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với sự nhiệt huyết tận tâm trong công việc, cô chưa một ngày nghỉ phép hoặc đến trễ giờ làm. Xuất thân từ một giáo viên bộ môn ngữ văn ở cấp trung học phổ thông, cơ duyên tình cờ đến khi cô đọc một bài báo viết về những khó khăn trong hành trình hòa nhập cuộc sống của trẻ khuyết tật. Sự đồng cảm đến từ việc bản thân cô cũng là một người khuyết tật. Cô Võ Thị Tuyết đã có một quyết định táo bạo là tạm gác lại công việc giảng dạy ở trường phổ thông để xin chuyển công tác về Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho Người Khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, cô bắt đầu công việc mới với nhiều khó khăn. Cô giáo trẻ vừa làm vừa học, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Cô con bò, cảm ơn con. Rồi, ai nói nghe nè, nói nghe nè. Ở trong này còn con gì nữa ta? Cho xin con voi đi. Con voi. Ôi trời, sao vô cái dưới ta? Con voi. À, còn con gì nữa không ta? Vì tôi thấy bà mẹ ôm một đứa con khuyết tật quằn quại, nó cũng nhận thức được. Có những đứa thì nó lại khuyết tật về thể chất mà nó không đi đứng được, thì cái đau của người mẹ đó giống như cái đau của mẹ tôi ngày xưa. Sanh tôi ra là người hoàn chỉnh nhưng mà vì chiến tranh cho nên nó là dạy một cái đứa bình thường mà nó muốn cho nó biết một cái gì thì cũng phải dạy rất là nhiều. Nhưng bản thân tôi chỉ có một tay thôi. Tôi nghĩ rằng là tôi có khả năng làm những công việc này. Và từ đó là tôi cũng cố gắng bằng mọi giá để mà tiếp cận được với cái công việc. Giỏi quá ở đây. Yeah. Còn con
Khó khăn lớn nhất đối với giáo viên dạy trẻ khuyết tật hiện nay là ở tâm lý của phụ huynh. Nếu phụ huynh đồng hành, phối hợp tốt với giáo viên sẽ giúp trẻ mau chóng tiến bộ. Nhận thức được điều đó, cô Võ Thị Tuyết đã đem sự chân thành và lòng nhiệt tình của người giáo viên để mở cánh cửa trở ngại về mặt tâm lý của phụ huynh. Khi mà vào đây làm việc thì cái vấn đề đầu tiên của tôi là tôi đi sâu vào để làm bạn thân với phụ huynh. Tôi sẽ cởi mở với họ, tôi sẽ chia sẻ với họ về tôi cũng là một người khuyết tật. Nhưng tôi đã trải qua được những cái khó khăn trong cái cuộc sống mà tôi đã vươn lên. Là giáo viên có tuổi đời trẻ nhất trong số 10 cán bộ quản lý, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm nay ở bậc mầm non. Niềm vui khi làm nghề đối với cô giáo Tống Thị Hải Yến, giáo viên trường mầm non Hoàng Anh ở huyện Bình Chánh, là mỗi ngày được nhìn thấy ánh mắt ngây thơ, những câu hát ê a hồn nhiên của các con ở lứa tuổi 3 đến 4 tuổi. Với cô giáo trẻ, mỗi ngày lên lớp, việc hòa mình cùng các con giúp bao bộn bề lo toan của cuộc sống không còn nữa. Đến với nghề cũng rất là tâm huyết, tiếp xúc với lại các em nhỏ, gieo vào lòng cô thì cô thấy là các con rất là ngây thơ và hồn nhiên. Khi mà tiếp xúc với con thì mình cảm giác như là mình được trở về với tuổi thơ. Cái điều mà mình cảm thấy trân quý nhất khi mà mình vào nghề cho đến thời điểm hiện nay là sau khi mình gặp lại các thế hệ bạn mầm non, các con bây giờ đã lớn thành sinh viên đại học rồi cơ. Và khi gặp lại thì các con vẫn nhận ra cô giáo của mình. Đó là cái điều mà em cảm thấy tình cảm của mình dành cho các con cũng như là các con đã dành tình cảm lại cho mình, em cảm thấy rất là trân quý. Ngoài công tác chuyên môn, sau các giờ dạy học sinh trên lớp, cô giáo trẻ còn tranh thủ tận dụng thời gian nghỉ trưa hoặc buổi chiều sau khi các con được ba mẹ đón về hết để cặm cụi chuẩn bị giáo án, hỗ trợ đồng nghiệp cùng trường. Với mong muốn trẻ được phát triển kỹ năng vận động tinh tốt hơn, cô tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giúp con hòa mình với thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng thông qua hoạt động chơi phù hợp độ tuổi. Em đã hướng dẫn cho các con ở lớp của mình để cho các con có những cái kỹ năng tự phục vụ, giống như là bạn này sẽ giúp cô tự kê bàn, tự bê ghế, cùng với nhau tổ chức giờ ăn, biết sắp xếp và dọn dẹp theo một cái trình tự logic để giúp cho các con hoàn thiện hơn khi bước vào trường tiểu học, các con tự phục vụ được cho bản thân các con. Đến với nghề từ một cơ duyên tình cờ, nhưng qua nhiều năm công tác, môi trường giáo dục đã để nhớ, để thương trong lòng cô Trương Thị Đẹp, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Gò Vấp. Với 15 năm kinh nghiệm ở vai trò cán bộ quản lý, cô Đẹp cho biết, cái tâm và sự nhiệt tình là hai yếu tố không thể thiếu của một người thuyền trưởng. Mình phải có cái tâm và sự nhiệt tình. Làm việc là phải đến nơi đến chốn, vì thật ra mình là đầu tàu, mình là tấm gương. Nếu mà mình chỉ đạo mà mình không sâu sát anh em mình làm, hoặc mình chỉ một cách rõ ràng tận tình, thì anh em sẽ không làm hoặc làm không hiệu quả. Như vậy bản thân mình phải có cái tâm để mình nghiên cứu kỹ văn bản, mình phải suy nghĩ kỹ cái hướng làm của mình sao cho nó hiệu quả nhất. Và mình có cái tình cảm nhiệt tình để mình cùng với anh em làm và mình nắm bắt tình hình. Thông qua những cái buổi họp, mình không thể nhìn trên xuống mà mình phải cùng họp với anh em trong buổi họp chuyên môn để mình có những cái suy nghĩ, cái nắm bắt để mình chỉnh kịp thời cái kế hoạch, làm cho kế hoạch mình đề ra nó thành công. Hơn 30 năm công tác, cô luôn tâm niệm cán bộ quản lý phải làm gương trước tập thể. Muốn giáo viên nhiệt tình với công việc thì hiệu trưởng phải thường xuyên tự bồi dưỡng, luôn đi đầu trong các hoạt động. Ngoài ra, cũng ở ngôi trường này, nhiều thế hệ học sinh giỏi đã được phát hiện, ươm mầm và đạt nhiều thành tích cao qua các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận và thành phố. Đặc biệt, trong công tác chuyển đổi số, nhà trường đang phát triển hệ sinh thái trường học số như triển khai các ứng dụng tin nhắn điện tử, sổ liên lạc điện tử, thanh toán học phí qua ứng dụng trực tuyến, phần mềm học tập trực tuyến, kho học liệu trực tuyến nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh,
đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh trong việc phối hợp với nhà trường. Trong hành trình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, các thầy cô giáo đã đóng góp không nhỏ trong quá trình bồi dưỡng ươm mầm hạt giống tri thức. Giải thưởng Võ Trường Toản là một món quà vinh danh nhiều ý nghĩa, giúp họ vượt qua khó khăn thử thách để tận hiến, truyền cảm hứng cho học sinh và đồng nghiệp, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh trồng người cao quý.